Thêm nhỏ nhỏ lại thì được, lấy xe to không? Anh điện cho ông ba rồi đó hả? Để họ lên đưa tiền cậu hả? À, anh có quét bên này hả? Lấy cái thôi chạy qua chùa Bát Nhã thôi, đừng qua vì nó chìm may mắt hết rồi. Vì đang để anh? Thì may mắt khi họ tới chùa Bát Nhã họ cúng, họ thả là lẫn quần 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 thấy được cái tụi bắt lại. Cầm nóng rồi kìa. Cái rớt xuống là bác lại bỏ lại. Mình không để ý kể chứ mai bác hết trơn á. Cái này quả đại ca này. Cái này dục á. Má đừng có đụng cục gạch chỗ con chim nữa nghe, đụng cục gạch nữa. Vòng rồi.